Bây giờ mình sẽ liều mình thử tiếp cận gần hơn cái hàng rào của Trung Quốc này. Bởi vì cứ mỗi lần mình gần tụt một chút thôi là cái tiếng còi nó hú to, rất là to, văng vẳng là tiếng của bọn người Trung Quốc. Đây, như chỗ này nếu mà mình không nhầm nhá thì có thể người chui qua được này. Và chỗ này nó không được chắc chắn cho lắm mà chúng ta phải chui tọt người ra được. Người 5-60 cân có thể đi qua được, trèo trèo lên những cái này. Đứng ở vị trí cao hơn thì mình có thể nhìn sang được bên đất của Trung Quốc. Có một con đường để đi qua đây, nhưng mà bây giờ phải bịt thành 3 lớp ấy để không thể đi qua được nữa. Kêu không? Không. Em thử vẫy vẫy tay xem nào. Liều phết. Lang thang trên đường thì mình gặp một gia đình người Mông đang đi lấy củi về. Đây có bố mẹ và một cậu con trai. Thì mình biết nói tiếng phổ thông không nhỉ? Biết nói tiếng phổ thông không? Bố không biết. À, bố không biết à? Thế em biết à? Em biết xíu. À, thế bây giờ em bận gì không? Dạ không. Thế đưa anh lên trên này chơi đi. Vâng. Nhá. Thế thế thì xin phép bố mẹ nhá. Hai anh em đi chơi một tí. Ừ. Em tên là gì, năm nay bao tuổi rồi? Dạ em tên là Thỏ Mỹ Ly ạ. Ly à? Vâng, năm nay em 17 tuổi. À, Ly 17 tuổi à? Vâng. Đang ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu đây. Đây là con đường mà mình vừa chuyển củi xuống à? Vâng. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Lũng Cú. Và đồng hành với mình ngày hôm nay là em Ly. Em ấy sẽ đưa mình đến sát cái hàng rào biên giới. Mình rất là tò mò và mình rất muốn nhìn tận mắt, sờ tận tay cái hàng rào biên giới ấy, để xem nó ra làm sao, nó có thực sự nguy hiểm không. Thế là em hay chăn trâu ở đây không? Không. Thế hay em hay làm gì ở đây? Em chỉ là cắt cỏ ấy. Cắt cỏ á? À? Năm trước thì chăn trâu đi. Chăn trâu à? Chăn bò đây đó. Ừ. Trâu cũng có, chỉ có bò thôi. À. Em có dám vào gần cái hàng rào này không? Có chứ. Thế à? Đây đi gần cũng sao mà. Nó có làm gì mình không? Không, mình không chạm, không đi qua cái sao. Mình không chạm vào nó là được à? Vâng. Mình sờ vào nó có được không? Em còn dám sờ sờ không? Thì em cũng chưa chắc là biết là có điện hay không. À, em không chắc là có điện hay không à? Rồi, mình đã tiếp cận được khu vực hàng rào. Nhưng mà em Ly em lại chưa chắc là có điện hay không có điện. Em xử thơ thử thế nào. Không có đâu. À, không có. May quá không có. Đây nó làm được bằng, nó được làm bằng những cái thép gai như này, rất là sắc, để tránh mình có thể trèo đi qua được. Ở đây thì tôi thấy cái tường rào khá là cao, cao phải trên 2-3 mét gì đấy. Cái này khoảng bao nhiêu mét em biết không? Dạ không ạ. Thế ngày xưa lúc mà nó chưa làm ấy, đi đâu ấy? Đi trên kia xem đẹp tí. À, trên này đẹp à? Vâng. À. Thế cao nhìn thấy đẹp. Thế ngày xưa mà nó chưa làm cái hàng rào này, em có hay sang bên kia chơi không? Có mà. Thế à? Nó chưa làm thì hay sang đây cắt cỏ. Sang bên đấy cắt cỏ à? Vâng. Thế còn làm gì khác nữa không? Đi chăn bò, sang bên kia chăn bò. Sang bên kia chăn bò à? Vâng. À, gặp người Trung Quốc không? Có lúc thì cũng gặp. Thế à? Vâng. Nhưng mà họ có làm gì mình không? Không. Không à? Vâng. Đợi anh tí, trơn quá. À, trơn quá. Họ không làm gì mình, họ có nói chuyện với mình không? Người Mông thì có mà, nhưng mà chỉ sợ biên phòng thì... À, người Mông Trung Quốc á? Vâng. À. Người Mông Trung Quốc. Là họ sống ở bên đấy nhỉ? Vâng. Là có khi nào họ biết nói tiếng Việt không? Có chứ. Thế à? Đây, biên phòng kia. Hai anh em mình đã lên cái khu vực cao hơn, nhìn rõ hơn cái hàng rào này. Đâu em vừa bảo gì? Biên phòng kia kìa. Trạm biên phòng Trung Quốc à? Vâng vâng. Tít xa xa có một cái chòi xanh xanh này, chính là trạm biên phòng của Trung Quốc. Trạm biên phòng hay là người canh gác kiểu người dân ở đây để sửa cái hàng rào? Trạm biên phòng à? Biên phòng. Ừ. Bây giờ cũng cho cái người mong canh gác. Em gặp biên phòng Trung Quốc bao giờ chưa? Gặp nhiều rồi. Thế à? Tức là vâng. Nó đi tuần quanh cái hàng rào này đấy gì? Vâng. Mình chỉ tránh xa thôi. Có cái lạ là cái hàng rào này nó lại không hú còi nhỉ?
nó không phát ra cái loa cảnh báo đuổi mình nhỉ? Có mà. Đâu, anh có thấy kêu đâu. Cứ thử đi. Thử á? Thử như nào? Người ta hay camera hay kêu. Em có dám thử không? Thử rồi, có chứ. Thử nhá. Nhưng mà đã lâu rồi, bây giờ kêu. À, không biết là bây giờ nó còn kêu không à? Không biết là nó hỏng hay là nó còn hoạt động đúng không? À. Đây, đứng ở vị trí cao hơn thì mình có thể nhìn sang được bên đất của Trung Quốc. Tí xa xa kia mình nhận thấy nhà cao tầng rồi. Đây chắc chắn là cũng là một vùng hẻo lánh của bên Trung Quốc rồi. Nhưng mà cái kỹ thuật với cái khả năng xây dựng họ rất là tốt. Họ đã xây được những cái tòa nhà cao tầng ở trên những ngọn đồi như này. Dưới này có một ngôi làng nhỏ nhỏ này. Tiếc là máy quay của mình không zoom được, không thể nhìn thấy được kỹ rõ cái ngôi làng. Này, bây giờ mình thử cho cái hàng rào này nó kêu đi. Vì anh cũng vừa sợ nhưng mà vừa tò mò ấy. Thử xem nó có kêu không ấy. Thử nhá. Thử nhá. Thử nhá. Có camera ngay này. Ừ. Cái này cao. Cậu em bản địa ở đây nên mình cũng bớt thử lo. Nhá. Thử nhá. Để mình thử. Từ từ. Kêu không? Bây giờ Ly sẽ tiếp cận gần hơn để xem nó có kêu không. Wow. Cẩn thận ngã. Sao? Nào. Chỗ này không có camera. Kia kìa. Đâu, nó đang chỉ cả hai cây này đều có. Ừ. Nó đang chĩa về mình mà nhờ. Cả hai cột đều có camera. Camera đó là chĩa thẳng về mặt Ly nhưng mà chưa kêu hay sao? Chắc là không kêu. Chắc là không kêu rồi. Vâng. Ly sẽ đi vào gần hơn nữa. Thử đi gần đấy. Liều ghê. Kêu à? Kêu không? Không. Em thử vẫy vẫy tay xem nào. Thử. Liều phết. Mẹ. Thử vẫy vẫy tay nào. Thấy kêu vậy? Không kêu. À. Bây giờ kêu. Có thể là hôm nay hệ thống camera có vấn đề rồi. Hoặc là hai anh em tôi nó nhỏ bé quá nên hệ thống AI của nó không phát hiện ra. Hoặc cũng có thể là cái hướng của camera nó đang chiếu chĩa thẳng vào cái hàng rào nên nó không thể nhìn được những cái vật chuyển động ở phía xa nên không kêu. Vì camera nó sẽ phát hiện những cái vật thể chuyển động. Đấy, và khi phát hiện vật thể chuyển động thì nó sẽ bắt đầu phát ra tiếng kêu. Mà ngày trước ấy nó khai kêu như nào em? Kêu em hay kêu tiếng Trung Quốc đây không biết cả. Nó không kêu tiếng Việt à? Có nhưng mà lâu lâu được mà chắc khoảng 6 tháng rồi. 6 tháng rồi. Vâng. Còn hiện tại là không kêu. Mình thử thò camera sang đất Trung Quốc xem có được không. Ui. Chắc cũng cả thấy kêu. Không thấy kêu. Rồi. Chỗ này mình đã thử tìm rất nhiều cái thông tin ở trên Google để xem là cái hàng rào biên giới này nó có chiều dài khoảng bao nhiêu nghìn km, nhưng mà hầu như là không tìm được một cái thông tin nào về cái hàng rào biên giới này cả. Không biết được tổng cái chiều dài của nó là khoảng bao nhiêu. Giờ còn đi được không? Không, xưa thất rồi. Chỗ này đi qua chỗ này được một tí nữa không? Được mà. Đi. Ly cậu bé bản địa đi rất là nhanh. Trèo nhảy như khỉ ấy. Đợi anh ơi. Bye bye. Anh em ạ. Đấy, tức là không biết được tổng toàn bộ cái toàn tuyến cái biên giới mà Trung Quốc nó làm hàng rào với Việt Nam dài khoảng bao nhiêu km. Là một thông tin mình không thể tìm được. Bên này thì mình cũng thấy họ có một con đường bê tông. Một cái trạm có cờ có chữ Trung Quốc. Em biết chữ Trung Quốc không? Dạ không ạ. Không à? Dạ. Không biết là họ viết chữ gì. Tiếc là máy quay mình không tới để có thể đọc, nhìn rõ hơn được cái dòng chữ đó. Người Trung Quốc họ cũng chẳng lên cái hàng rào này làm gì nhỉ? Không. Chả thấy ai. Đi thẳng qua rồi có người vào không? Ừ. Kinh khủng. Và mình cũng rất tò mò không biết là tổng cái số tiền mà chính phủ Trung Quốc đã phải bỏ ra cho cái hàng rào này là bao nhiêu tiền.
rất là tò mò nhưng không thể nào tìm được thông tin. Còn đi được nữa không? Có, đều đi được mà. Đi một tí nữa nhá. Vâng, đi. Tôi hôm nay hơi lì, cố gắng lượn lượn tí để trêu cái camera cho nó kêu ấy. Mà nó không có kêu. Đây, như chỗ này nếu mà mình không nhầm nhá thì có thể người chui qua được này. Và chỗ này nó không được chắc chắn cho lắm mà chúng ta phải chui tọt người ra được. Người 5-60 cân có thể đi qua được, trèo trèo lên những cái này. Nhưng tất nhiên là sẽ không ai đi qua đây làm gì, bởi vì là qua là phạm pháp rồi. Qua là có khi là bị bắt ngay chứ. À, tốt nhất là không nên qua làm gì. Tí con đường này có ra được đường dưới kia không? Có mà. À, thế mình đi một vòng luôn nhờ. Vâng vâng. Đỡ phải quay về. Đấy, ngày hôm nay lần đầu tiên mình mới được sờ tận tay cái hàng rào biên giới của Trung Quốc nó làm. Quá là dã man. Ly đang phải đi trước để dò đường. Có khi nào họ gài mìn ở đây không? Dạ. Có khi nào họ gài mìn ở đây không nhỉ? Không. Không. Những câu hỏi của mình thực ra hình như đối với Ly là hơi bị ngây ngô nhỉ? Đa nghi quá ấy. Ngày hôm nay có Ly đi cùng thì tôi mới dám tiếp cận. Chứ còn là mình cũng không khuyến khích các bạn là tiếp cận những cái hàng rào biên giới như này, vì chúng ta không thể biết là điều gì có thể xảy ra. Đấy, biên phòng nước bạn có làm gì chúng ta không, kể cả hoặc là người dân Trung Quốc họ có làm gì chúng ta không. Ôi giời, thì có Ly là người bản địa đi cùng thì tôi mới dám đi như này. Cũng khá là run. Hết chưa? Xem có cao không? Đấy, đi bộ như này men theo cái dốc này còn khó, thì cái việc xây dựng cái hàng rào này chắc là cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể làm được. Và thậm chí là tôi còn nghe kể là phía Trung Quốc họ còn dùng những chiếc máy bay không người lái cỡ lớn, họ cẩu cái vật liệu này, cẩu sắt thép rồi cẩu dây thép gai này lên những cái chỗ mà phương tiện cơ giới không thể mang lên được ấy. Chỗ này khá gần cái đồn của họ, đi cúi cúi một tí cho an toàn. Đây cao tí nhỉ? Hả? Đây hơi cao tí. Hơi cao tí à? Vâng. Em đi chậm chậm đợi anh. Đây này, những cái cột sắt sẽ được làm bằng những cái trụ bê tông này. Đấy, cái trụ bê tông cũng rất là chắc chắn luôn, xi rất là đặc luôn. Đấy, cắm những cái cột sắt này. Đấy, tổng cái số lượng sắt thép mà để làm được cái hàng rào này không biết là đong đếm kiểu gì luôn, không có một cái số liệu nào để mình có thể hiểu thêm về nó. Đấy, phía bên trong này còn có một cái hàng rào xanh mắt cáo hai lớp luôn. Chắc là khu vực này có cái gì đấy quan trọng hơn nên mới phải làm hai lớp như vậy. Đấy, hai lớp rào. Đây, và hàng rào này lại thấp hơn nữa này. Ba lớp rào mọi người ạ. Một lớp này, hai lớp ở phía trong này, một lớp xanh ở ngoài nhá. Ba lớp rào. Rồi, đi đến đây là hình như cũng hết đường rồi. Mình muốn lên cái đỉnh kia có được không em? Được nhà mà, đỉnh, nhưng mà... Đỉnh tít trên kia kìa. Có được không? Được, nhưng mà phải qua đường bên kia rồi. Phải qua đường bên kia à? Vâng. À, tôi đã hiểu vì sao mà cái chỗ này họ làm dày hơn. Thậm chí là có một lớp cọc bê tông ở dưới nữa. Bởi vì hình như ngày xưa là người ta hay đi qua đây. Có một con đường để đi qua đây. Nhưng mà bây giờ phải bịt thành 3 lớp ấy để không thể đi qua được nữa. Đây này, đây cũng có một con đường mòn này. Và khi mà nó dẫn đến đây thì là nó là đường cụt luôn. Và được chặn bằng 3 lớp rào. Buồn cười nhỉ, anh em mình đi kiểu đi vừa nói chuyện thế mà cái camera nó không kêu nhỉ. Lạ thật đấy.
Chứ anh đi ở cái chỗ khác là chưa gì nó đã gào lên này. Bây giờ mình sẽ liều mình thử tiếp cận gần hơn cái hàng rào của Trung Quốc này. Bởi vì cứ mỗi lần mình đứng gần một chút thôi là cái tiếng còi nó đã hú to, rất là to. Mình thấy ở đây có một cái lối đi, nhưng mà không biết là có vào được không. À, nó đã bị rào một chút. Nó đã bị rào với những cái cây như này. Không biết là có nên tiếp cận không. Cứ thử vào một lần xem sao. Đây. À, đây thì có một cái. Ồ, mình nghe thấy tiếng chung luôn. Có một lối nhỏ nhỏ. À, tôi nhìn thấy một cái lán màu xanh nhỏ của người Trung bên kia. Chắc là tôi sẽ lại không dám vào gần nữa. Mình nhỡ có việc gì thì tôi phải dùng máy quay để rơi cao máy quay lên để tránh trường hợp họ nhìn thấy mình. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cái hàng rào nó cực kỳ kiên cố luôn. Văng vẳng là tiếng của bọn người Trung Quốc. Sợ quá. Bởi vì cái đường tôi đứng ở này chính là cái đường mà đối diện với cái lán trại của người Trung Quốc xanh xanh kia. Nên là phía ngoài họ đã phải rào lại. Khả năng chỗ này mình không tiếp cận được. Mình sẽ lại phải sang chỗ khác để xem là có thể tiếp cận được không. Ui, có tiếng người nhưng thế nên em mới không dám vào gần. Hả? Anh vào á? Đi, thế em với anh vào nhá. Xem nó đuổi không nhá. Không, anh bước qua đây được. Rồi, để tăng thêm sĩ khí thì ông anh của mình đã quyết định đi cùng mình. Nào, để xem phía Trung Quốc có làm gì mình không nhá. Rồi. Đấy. Wow, khủng khiếp chưa? Kinh nhờ. Chỗ này hình như là không có camera với cảm biến hay sao ấy. Nên là không có hú. Tôi để ý là ngày xưa đây là một cái đường mòn và có thể là hai bên sẽ đi sang nhau nhỉ? Đúng không anh? Đấy, chỗ này không có tiếng hú. Cứ thử vào gần tí nữa xem sao. Hãy anh đi trước đi. Anh đi trước đi. Đây là chốt của biên phòng. Chốt biên phòng hay cái gì không biết. Nhưng mà mình vừa nghe thấy tiếng của họ, nhưng mà bây giờ mình cũng nói nhỏ thôi. Không biết họ nghe thấy không. Mình đang thấy là bên phía bên đấy im lặng luôn rồi. Tim tôi đang đập ấy, bởi vì tôi rất sợ súng. Nhớ đâu họ chĩa súng sang mình thôi, đúng là thôi đấy. Là chịu luôn đấy. Không biết làm nào luôn. Cái hàng thép gai này nó rất là kiên cố, và thậm chí ở cái khu vực này nó làm dày hơn rất nhiều những cái khu vực khác. Hai lớp cao. Chứ không biết nó có điện không nhỉ? 3-4 mét. Không điện thì chắc chắn là không. Không có điện đâu. Cách người ta thiết kế thì chắc chắn là cái hàng rào. Và cái trắng trắng ở cỏ này này, và theo mình đoán thì họ sơn lại ấy, để cái dây thép nó không bị gỉ ấy. Thì họ sơn lên và nó rơi xuống cả cái cỏ. Đây, đây, lên trên này tiếp không? Đi không? Nhiều gai lắm. Sợ gì? Tôi thử đi một đoạn nữa xem. Ôi. Sợ trên này có cảm biến nên là nó sẽ hú đấy. Tôi không đi nữa. Mình di chuyển sang phía bên kia. Di chuyển. Bên kia thì nó thoáng hơn, nó không nhiều gai rậm như này. Bên kia thoáng hơn à? Em thử vào gần một tí nữa được không? Đi sang bên kia à? Bên kia thoáng hơn à? Ừ, nghe lời ông anh của mình thì mình sẽ di chuyển sang bên kia để xem ạ. Dễ tiếp cận hơn không? Dễ vào gần hơn không? Thực ra thì cũng không có gì nguy hiểm lắm đâu đúng không anh? Không, thực ra là... Chỉ là mình hơi lo thôi. Chứ còn mình đâu có vượt biên với cả trèo sang đấy đâu đúng không? Lúc trước là quả tháp một năm nay, mình đi qua, chưa chạm vào nó đã kêu rồi. Cái gì? Lúc trước mình đi qua, cái rào kia chưa đi qua... chưa chậm nó đã kêu rồi. À, lúc trước mình chỉ đi hơi gần gần là nó đã kêu rồi đúng không? Vâng. Còn bây giờ thì sờ vào nó cũng chả thèm kêu. Không hiểu là làm sao. Ôi, chỗ này trơn thế.
từ đây này mọi người này, đây đi đi cùng anh đi trước. Đây là mọi người này, đây chính là cái con đường mòn mà dẫn ra cái chỗ mà phải làm ba lớp rào ấy. Đấy. Thậm chí là hình như nó vẫn được dùng để đi lại vì tôi thấy là cỏ cây nó vẫn đang cũ đi do những cái vết bùn này. Đấy. Đến đây chúng ta sẽ gặp một trận địa cọc và dây thép gai. Rất nhiều cọc. Cọc này là chắc chắn để ngăn xe ô tô ngày xưa đi qua. Đấy. Một trận địa cọc. Đến đây thì đấy, một lớp rào thấp, hai lớp rào cao. Ngày xưa em có đi hay đi qua đường này không? Có mà. À, để đi sang làm gì? Đi xa, đi cắt cỏ hay là đi mua phân đi. Mua phân á, phân bón á. Còn phân, cái loại phân gì? Phân gì? Phân mà bón cây. Thì nó chẳng là phân bón thì phân gì? Phân để tưới cho cây nè. Vâng vâng. À. Bây giờ thì chịu rồi nhỉ? Vâng, không đi qua. Bây giờ muốn sợ mua, bây giờ ở đây hàng quán đây còn bán đồ Trung Quốc không? Dạ, vẫn còn nhưng mà chỉ là lên người ta đảm lên từ Hà Nội. À, mang từ Hà Nội lên á? Vâng. Ôi giời.